Hello, xin chào các bạn đến với kênh của cô Dung Vlog. Tuần trước mình đã chia sẻ các bạn, mình đã lên luống, mình xới luống và mình gieo cho ba cái luống rau làm sao này ha. Ba cái luống đất mới làm sao nè. Hôm nay sau một tuần nó lên nè các bạn nè. Đây là rau đay các bạn ơi. Rau đay lên được cao như vậy nè. Đó. Bên đây là xà lách. Xà lách thì lên được như vậy. Rất là đều các bạn. Bên đây nữa là cải ngọt đấy các bạn. Cải ngọt. Đó. Đây là ba cái luống rau mà mình trồng trong cái tuần vừa rồi các bạn. Đến nay là nó được khoảng một tuần lễ nè. À. Rau cải lên rất là đều ha các bạn. Rau đay cũng đều, xà lách cũng đều. Có khu vực này thì nó